Chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Đình Khánh, đang là Clery Rupper tại công ty Clery Việt Nam. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài thực hành về những cái sản phẩm về máy học và trí tuệ nhân tạo trên nền tảng GCP của Google. Như ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu xong những cái sản phẩm mà Google đã build sẵn model chúng ta vào trong phần này. Lần này chúng ta sẽ thực hành những bài về sản phẩm mà chúng ta sẽ phải tự build model. Thì trong lần thực hành lần này thì chúng ta sẽ chọn một cái sản phẩm gọi là Cloud AutoML. Thì trước tiên chúng ta sẽ phải chuẩn bị dữ liệu là dataset, và tiếp theo là chúng ta sẽ build một cái model dựa vào cái sản phẩm Cloud AutoML này, và phần cuối cùng là chúng ta sẽ test cái model đó bằng việc là chúng ta sẽ đưa đầu vào và một tấm ảnh để cho cái model đó sẽ nhận biết là cái vật thể đó là vật thể gì. Thì việc trước tiên chúng ta cần phải làm là chúng ta phải chuẩn bị data. Thì mình đã có cái sẵn, chuẩn bị sẵn cái URL đây rồi. Chúng ta sẽ copy cái này, URL này, và chúng ta dán lên cái trình duyệt. Thì ở đây là một tập dữ liệu doc dataset dành cho đào train và test, tức là họ chia ra làm hai phần, những cái dữ liệu dành cho đào tạo model và thứ hai là test. Các bạn click button download đây. Chúng ta phải sign nó bằng một trong những tài khoản. Đây mình đang dùng cái tài khoản của Google. Đó, click đây. Chờ các bạn xíu. Ok, đã xây rồi, chúng ta ấn button download. Nó đang download xuống. Thì tới 16, ta phải chờ 15, 16 giờ gì đó. Sau khi các bạn download xuống thì các bạn phải unzip nó. Ở đây mình đã download và unzip sẵn rồi. Thì chúng ta sẽ có một cái cấu trúc thư mục là train và test, crop. Thì chúng ta train đây, thì trong đây là có rất nhiều các tệp chứa các hình ảnh các loại chó khác nhau, như đây là những cái con chó cảnh Nhật Bản, và ví dụ đây nữa là trong đây cái thùng ngoài thì chứa các loại chó săn của nước Anh chẳng hạn. Thì chúng ta lấy những cái dữ liệu ảnh này là đưa vào tập dataset của chúng ta để dùng cái sản phẩm Vision AutoML để đào tạo ra model. Chúng ta đã xong cái slide này rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ phải create một cái bucket. Create bucket để chúng ta đưa cái ảnh vào đó. Thì chúng ta sẽ phải mở cái màn hình ở GCP console ra. Chúng ta lựa chọn cái project và chúng ta sẽ thao tác. Chúng ta sẽ vào Cloud Storage. Chúng ta sẽ kit của chúng ta sẽ tên là như này, mình để sẵn đây. Các bạn ấn button create bucket. Chúng ta chọn nơi lưu trữ location, chúng ta chọn nơi lưu trữ là region, và chúng ta chọn là
Essential 1. Các bạn nên chú ý cái chỗ này nhé, phải chọn đúng cái chỗ này bởi vì nó sẽ move dữ liệu sang bên Model. OK, Standards. Tiếp. Và chúng ta create nó. Này, create bucket with Essential 1 với cái tên như này. Chúng ta chờ một xíu để hệ thống tạo ra cái bucket. OK, classify dog vào ra. Làm tiếp theo, chúng ta sẽ phải truy cập vào cái Cloud Vision API. À, xin lỗi, Cloud Vision Auto ML. Chúng ta ở cái màn hình GCP Console này, chúng ta tìm đến cái mục Vision ở cái menu bên trái của bạn. Thế nên chúng ta bấm button Get Start Auto ML Vision ở cái chữ Auto ML Vision. Thì chúng ta sẽ phải create một cái dataset mới. Create dataset đây là đó và gì đó. Underscore một cái dấu gạch dưới. Chúng ta chọn là multi-level classification, tức là chọn để nhận biết các vật thể. Thì trong cái lần này thì mình sẽ nhận biết, chúng ta sẽ nhận biết là cái đầu vào là các con bức hình của có con chó khác nhau, và chúng ta mong muốn kết quả nhận ra là cái model của chúng ta sẽ trả về kết quả con chó đó là cái loại chó gì. Nên là chúng ta chọn multi level classification, chúng ta create dataset. Tiếp theo nữa, hệ thống sẽ hỏi chúng ta là upload video à, upload image from computer. OK, chúng ta sẽ chọn cái update. Ở đây chúng ta sẽ trở đến cái thư mục mà chúng ta vừa lưu trữ cái hình ảnh mà chúng ta download về. Đây thì chúng ta sẽ chọn đến cái, đây có ba thư mục test, trên và crop. Thì chúng ta đầu tiên chọn thư mục trên, và chúng ta sẽ đây mình chọn cái pack là những cái con chó mặt nhăn mặt sẹ. Thì chúng ta control A cho select hết, open. Chúng ta sẽ chọn đến cái classify này, select trở đến cloud stories, và chúng ta điền tên của nó là park, những cái đặt là nhanh đi cho dễ. Chúng ta continue để nó import cái sự upload dữ liệu từ cái từ computer chúng ta lên cái Google Cloud Storage. Này tốn thời gian một xíu. Hệ thống import hơi tốn thời gian một chút xíu, nên chúng ta phải chờ xíu, và chúng ta sẽ lần lượt import các cái hình ảnh các loại chó khác nhau. Nó chờ xíu nữa. OK, vậy là chúng ta đã upload image xong. Chúng ta click vào cái thẻ image này thì chúng ta sẽ thấy là có 100 cái ảnh là chưa được gắn nhãn ở đây.
chúng ta sẽ show cái này lên là 200 đi. Và chúng ta đầu tiên là chúng ta phải tạo một cái nhãn trước, nhãn, tức là những cái con chó mặt nhăn. Ok, chúng ta click button select all, chúng ta assign cho nó cái label này, là những cái con chó này sẽ được gắn nhãn là mặt nhăn. Xem lại. Vậy là đã được gắn nhãn là 100 con, 100 tấm hình nhiều mặt nhăn. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục áp thêm khoảng 100 cái tấm hình những con chó cảnh Nhật Bản và 100 tấm hình những con chó là chó săn. Thì ở đây mình đã chọn folder, mình chọn cái folder là folder có tên là Init for Sport, này là những con chó săn. Mình sẽ phải update cái này. Đúng vậy. Để những con chó săn. Init for Sport. Và mình sẽ update là 100 cái tấm ảnh. Spanish này là những con chó cảnh của Nhật Bản. Thì cũng tương tự như trên, bởi vì cũng hơi tốn thời gian một xíu, coi như là chúng ta làm lặp lại như vậy và cũng gắn nhãn như vậy. Thế là chúng ta sẽ áp 100 con chó này. Silicon open. Ok, và chúng ta sẽ upload cái này vào cái classify doc 3. Select con này là con chó săn, đi săn. Đi săn hấp 100 cái này và chúng ta continue. Cái này cũng tốn thời gian một xíu. Và tiếp theo nữa chúng ta cũng sẽ gắn nhãn tiếp. Vậy là sau một hồi chúng ta đã up được 100 con chó săn, ta gán vào nhãn là đi săn, một con chó, 100 con chó cảnh, 100 con chó kiện được gán nhãn là làm cảnh, và 100 con chó mặt sẹ mặt nhăn được gán nhãn là mặt nhăn. Và tiếp theo chúng ta sẽ ấn thân tab là train, là đào tạo. Đào tạo thì chúng ta ấn tiếp button start trên. Thì các bạn để nguyên cái mô tên mô đồ của nó là như này. Các bạn sẽ để nguyên. Set node and continue. Các bạn ấn continue. Thì ở đây là được đề nghị 16 node. Thì các bạn cũng để nguyên luôn. Và các bạn click cái button là start training. Cái thời gian training, sau khi ấn start training chúng ta cũng sẽ phải chờ, như bây giờ là chờ đến khoảng là 3-4 tiếng sau thì sẽ đào tạo xong. Thì chờ trong cái thời gian làm video này cũng tương đối ngắn, nên là sau khi ấn start training thì các bạn sẽ được một cái module đã được đào tạo như ở trong màn hình đây. Thì mình đã train xong cái model đó, một model cũng tương tự như trên, bằng cách cũng nhét 300 ảnh vô trên. Model này đã trong cái tình trạng là đã train rồi, thì các bạn click vô đây. Thì train xong thì chúng ta có cái mục là test and use. Sau khi các bạn training xong thì các bạn
có thể phải deploy, có button deploy đây nữa. Trên màn hình của mình thì mình đã deploy xong rồi. Thì thời gian deploy cũng lâu, khoảng 1-2 tiếng gì đó. Nên là ở đây mình sẽ test thử upload một vài image để xem cái model của chúng ta như thế nào. Thì chúng ta sẽ phải chọn cái mục, không phải mục trên nữa, mà cái mục những cái ảnh mà dành cho test. Để test thì chúng ta, ví dụ chúng ta sẽ test xem những cái con chó park là những, à đây, những con chó cảnh Nhật Bản đây. Thì mục tiêu của chúng ta sẽ upload cảnh lên mà chúng ta sẽ nhận được label là làm cảnh. Thì tỷ lệ chính xác là 97%. Và tiếp theo chúng ta upload một cảnh khác lên. Mình sẽ tìm cái con chó mặt xệ và mặt nhăn gì đó. Thì mong muốn của mình sẽ là kết quả trở về là mặt xệ, à mặt nhăn. À, cũng chính xác là 1%. Vậy là bài thực hành về Cloud Vision Cloud AutoML đến đây là kết thúc.